Đang nằm ở giường xong rồi, rồi ngồi dậy á chứ. Đang nằm ở Vâng. giường ngồi dậy. Mình nói Vâng. chuyện. Mình chào Gia, chào hết mấy anh em có mặt ở trong cái buổi nói chuyện livestream của Gia. Vậy nha. Vâng. Trước tiên thì mình nói nha. Anh em mình lên nói lên trên diễn đàn nói chuyện, chẳng qua nói chuyện vui thôi, chia sẻ với nhau với những cái điều vui thôi. Còn còn ví dụ như là cái thành phần đối lập á, là những người nào lịch sự thì mình nói chuyện. Còn ba cái Vâng. thành còn cái thành phần mà nó tự cho rằng là tôi sống ở đất nước tự do, rồi tôi sống ở cái nơi là gọi là có nền văn minh, nhưng mà họ có tự do hay không, có văn minh hay không, cứ nhìn thấy cái comment của họ là biết họ có văn minh hay không rồi. Đúng không? Và đó, cho nên là không, mình cũng không không cần nói với mấy cái thành phần đó nhiều, nó cũng không hay. Gia công nhận không, tại vì thường họ hay bữa hôm trước có ở bên trang của nhà anh Bằng Nguyễn ấy, thấy có cái tay gì đó mà nó hay nói rằng là ở Việt Nam là nó hay comment, nó cứ comment mỗi một câu nó chửi là nó bảo là ở Việt Nam là cái gì ngu dốt thất học gì đó, nó nói như vậy. Đấy là ông Nam à? Con cái tay đó có chuyên môn Nó nói có cái câu đó mà cứ comment đi comment lại hoài. Nhưng mà đại khái mình nói thật sự thì ở Việt Nam người ta có ngu dốt hay không, rồi người ta có tự do hay không, rồi người ta có ăn học hay không, rồi thì cái đó cứ nhìn vô cái cách nói chuyện hoặc cái cách bình luận comment của người ta thì mình cũng đoán được. Còn ví dụ như còn mấy cái người mà thành phần bên đối lập á thì họ nói là họ sống ở cái đất nước tự do, rồi họ học ở nơi nó có cái nền văn minh, họ học mà tiếp thu cái nền văn minh nó cao, nhưng mà có cao hay không, có học hay không, mình cứ nhìn vô mấy cái comment của họ là mình biết ngay họ có học hay không. Đấy. Thật chứ mình chẳng cần phải so đâu. Mình cũng nhắc lại cái chuyện bữa trên trang của anh Bành Nguyễn mới ngày hôm qua, có cái anh Vâng. chàng gì ở bên, cái anh chàng gì ở bên bên cũng đang sống ở bên, bên Mỹ thì phải, anh lên lên tham gia chương trình của anh Bằng Nguyễn ấy, mà không có ra mặt, nhưng mà cứ thấy đi quay nhà bếp, đi quay nhà vệ sinh, đi quay lung tung ấy. Có À, thì em nói là ông đấy thì là hay lên bên mà em livestream là em hay mời đến nói chuyện lắm. Thì là thì mình đấy là chuyên gọi là bên giới thiệu xe của bên BMW nhưng với mà lại cứ đấy. mà chung quy như vậy là gian này, thật ra những cái người mà họ có ăn học, họ có cái trình độ, họ có cái kiến thức tốt, hoặc là họ có cái đạo đức, thường thì họ ít có khoe mẽ lắm, họ khiêm tốn. Vâng. Còn cái thành phần mà cứ bảo đi đi quay hết cả cái nhà mình từ cái xó cái xỉn cái nọ kia, mang tính chất gọi là để khoe mẽ, cái thành phần đó là thuộc cái dạng thành phần khoe mẽ, thì nó thuộc đạo đức nó cũng không có cao đâu. Rồi bởi những em thấy thường thường là những cái người mà những cái người học cao, những cái người có hiểu biết, họ hay khiêm tốn. Đấy. Cũng giống như là những cái võ sinh đó. Có nhiều em biết có nhiều người họ đi học võ lúc đầu đó, thì họ có cái tư tưởng là ta học võ để là mai mốt là tao đập thằng này tao đập thằng kia. Nhưng mà thường thường đó, những người học võ chân chân đó, em biết rằng trước khi mà vô mà học võ thuật đó, thì người ta phải vào học võ đức. Đấy. Vâng. Cho nên là khi mà họ có đức rồi thì tự nhiên họ học võ thì họ chả còn đi muốn đánh ai hết. Đấy. Đấy, nhưng mà cái bản chất của những người võ sĩ, những người đó thì họ cũng ít có đi đánh người khác lắm. Bởi vì thường á, bởi vì người ta, một cái người đi học võ chân chính là người ta phải học cái võ đức trước, người ta phải có cái đức trước đã. Cho nên nhiều khi người ta thấm nhuần cái võ đức thì người ta cũng chẳng có bao giờ muốn sử dụng vũ lực. Cũng như những người có học đó, thì họ không không bao giờ đi khoe mẽ. Cái kiểu mà đi có đi quay cái nhà mình ấy này, nhà của ta nó rộng như thế này, nhà ta nó như thế kia. Cái thành phần khoe mẽ là thành phần chả ra gì. Còn rồi nói tới cái đám cái hồi nãy có cái anh bạn gì anh nói là tại sao mà nói ba que, thế bây giờ cái lá cờ ba que thì tụi nó cứ tung hô cái lá cờ ba que thì gọi là tụi ba que chứ không lẽ gọi cái gì. Bây giờ ví dụ giờ nó nói hai que thì bảo mày cắt xén bớt à, lúc nãy nó nói nó bảo nó comment nó gọi tên mình, nó comment nó nói tại sao mày nói là ba que thì ta gọi tụi mày là bò đỏ. Thì cái chuyện mày muốn gọi bò gọi gì đó là quyền của mày, đúng không? Bởi vì cái văn hóa của tụi mày nó như vậy thì mày muốn gọi bò gọi heo gì cũng được hết đó. Nhưng mày bây giờ cái lá cờ tụi mày đang tung hô là lá cờ ba que, tao gọi ba que chứ không lẽ giờ tao nói hai que thì mày bảo tao là cắt xén bớt à? Thật ý, hai que thì bảo là cắt xén, mà gọi ba que thì bảo là gọi đồ đểu, nếu gọi lên bốn que thì bảo là thêm nếm. Nên nhiều lúc tụi nó chả hiểu cái đầu của tụi nó cái kiểu gì. Còn tụi nó nói là tự do, để em nói nghe nhé. Tụi nó sống ở cái thế tự do, nó bảo là cho là ở Việt Nam không có tự do, tụi nó sống ở tự do.
thấy vừa rồi nè, thấy chị Phượng Nguyễn nè, chị cũng bảo thì ở bên Úc đấy, thì tụi nó cũng cũng gọi là cũng, có đứa cũng tìm đến chỗ nhà chị, chỗ cái siêu thị của chị ấy, để gây khó khăn cho với chị. Đây, cái tự do mà người ta ngược tư tưởng thì nó tới tới đòi khủng bố. Rồi chẳng hạn như anh Lợi Minh nè, đấy, anh Lợi Minh nè, thì anh cũng ngược tư tưởng với nó. Thế là chúng nó lùng sục, nó đi kiếm địa chỉ nhà ảnh, rồi nó đòi khủng bố, nó đòi đập, đòi nọ kia, nó đòi chém giết nọ kia. Ê, cái thế giới tự do của tụi nó là như thế đó. Thế ai ngược quan điểm là nó đòi đi tìm, đi lùng, nó đòi đấm, đòi chém, đòi giết người ta. Đấy, cái thế giới của tụi tự do của nó, cái thế giới đó thế giới lưu manh. Chứ thế giới tự do gì? Tự do là người ta có ngược quan điểm, người ta có ngược chiều với mình thì mình cũng kệ họ, nó trùng quan điểm với mình đó, thì mình ok, mình ủng hộ. Còn nó không trùng quan điểm với mình thì thôi kệ người ta. Người ta không cùng quan điểm với mình thì đi đi lùng sục, đi đòi chém, đòi giết người ta. Thế thế mà tự do? Tự do cái gì? Cái đó là lưu manh chứ không phải là tự do. Còn đó, cửa ra thì nó bảo bưng bô. À, cửa ra cái gì chúng nó cứ bảo bưng bô. Nói thực tế nha, ở đời này chúng nó có nói bưng cái gì đi cái gì, có nói là cái bởi vì cái văn hóa của tụi nó thì tụi nó cứ nói thôi. Chứ thực tế ở đời này chả ai đi bưng bô cho ai, ngoại trừ chỉ có con cái chứ bưng bô cho cha mẹ lúc già yếu hay lúc đau bệnh thôi. Chứ ở đời này chả ai đi bưng bô cho người khác. Chứ cái cửa ra là bưng bô cộng sản. Thật ra cộng sản nó chả có cái bô nào. Chứ nếu mà cộng sản mà có cái bô chắc tụi nó cũng dành nó bưng mẹ rồi, chúng chả có đến lượt mình bưng. Cái cửa ra cái đám bưng bô cộng sản. Trong quê thì em còn đang nợ anh hai cái câu trả lời. Hôm qua em nghe anh nói mà em còn không trả lời anh ấy. Còn em giờ em còn đặt ra câu hỏi, đặt ra câu hỏi em có trả lời được đâu mà đặt ra câu hỏi. Là cái nào vậy? Cô Trọng này đang hỏi là tự do, mày hiểu từ tự do không? Thì tự do mà theo cái nghĩa của tụi nó là ai mà trái lập thì nó đi lùng sục, nó đòi, đòi chém giết người ta đó. Đấy thì vừa rồi anh Lợi Minh ở bên Cali đó, thấy chưa? Anh Lợi Minh quan ngược quan điểm, nó là ba bốn thằng đi lùng sục đi kiếm ảnh, rồi nó hăm dọa, nó đòi chém giết, rồi nó lên chỗ cái cộng đồng gì của người Việt ở bên đấy, rồi nó đòi ông thị trưởng gì đó là phải tẩy chay, phải nọ kia ông Lợi Minh đấy. Đấy đó, cái quan điểm tự do của tụi nó là như vậy đó. Thế ai mà không đồng quan điểm thì nó đòi chém giết. Cái thế giới tự do của nó là cái nó như thế, nó cứ hỏi tự do là cái gì, cái tự do của tụi nó là như vậy chứ cái gì. Kiểu giang hồ bầy đàn. Có rồi gì đó, lúc nãy là nói tụi nó cứ hay ăn ở nhiều, như còn đối với người trong nước hay ai mà ngược quan điểm với nó bảo cái đám bưng bô cộng sản. Nhưng lúc nãy nói thực tế nói ở đời này chả ai đi bưng bô cho ai, cho nên đừng có đi miệt thị người ta cái kiểu đó. Mà miệt thị người ta kiểu đó thì chẳng qua là nó thuộc cái thành phần văn hóa nó kém, cho nên nó mới nghĩ ra những cái kiểu bẩn như vậy để nó nhục mạ người ta, chứ chả ai bưng bô cho ai hết á. Mà nói với Giang này, ở trên đời này anh như nãy anh đã nói rồi, ở trên đời này chả ai bưng bô cho ai, ngoại trừ chỉ có con cháu nó bưng bô cho ông bà cha mẹ lúc già yếu đau bệnh thôi. Còn mình nói bưng bô cộng sản, xin lỗi chứ cộng sản chả có cái bô nào để cho người ta bưng. Chứ nếu mà có nhiều khi tụi nó dành nó bưng bà rồi, cũng không có tới mình. Em nói với mọi người ở đây thì em thì là em nói với anh là em thì là cái lứa tuổi bây giờ, để mà nói cái lịch sử hay về về cái gọi là ba cái luật pháp này nọ thì em cũng không quan tâm nhiều. Em nói với anh là chỉ có anh là cái thế hệ đi trước ấy, thì còn biết một đôi chút thì gọi bảo là lên nói thì trả lời hỏi được. Chứ em thì bây giờ cái lứa tuổi của em ấy thì sống với hiện tại, nó phải đi vào thực tế đấy. Còn ở đây mọi người ai mà những cái bên mà cứ bảo là bưng bô cộng sản này nọ thì có những cái câu hỏi gì hay là tất cả là thắc mắc hay như thế nào thì cứ hỏi, có anh khách mời đây anh ấy sẽ trả lời cho mọi người Không, đấy. thực Còn tế em thì em thực tế như vậy là Giang ơi, thực tế thì nói chung là mình thì mình sống mình thật ra cái nói về cái biết đó, thì mỗi người nó có một cái sự hiểu biết nó khác nhau, hoặc là cái tầm nhận thức của mỗi người, hoặc là cái tư duy của mỗi người nó khác nhau, thành thử cho nên là thật ra thì một cái biết của mỗi người nó có cái khác. Chứ thật ra cũng giỏi thì cũng chẳng ai giỏi Giang gì, có người thì biết cái này, người biết cái kia, nhưng mà ví dụ như có những cái thì có những người họ đã từng trải qua cái đó rồi thì họ biết, hoặc là họ đã tìm hiểu qua cái đó rồi thì họ biết.
thành thử cho nên là nhiều khi mình lên cộng đồng mà anh em trao đổi với nhau thì có những cái mà nào mà mình biết thì mình chia sẻ với anh em vậy thôi, chứ còn thật ra nói ấy, giỏi thì cũng chả biết ai giỏi hơn ai. Mà còn chứ còn thật ra thì cũng chẳng ai mà dám tự vỗ ngực xưng tên bảo là tôi hiểu biết. Nó thật ra thí dụ như mình cũng vậy thôi, có những cái mình cũng biết nhưng mà cũng có những cái mình cũng phải học anh em. Có thậm chí có những anh em nó tuổi nó còn rất trẻ, như hôm qua cái bạn mình thấy ở trên 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 mạng, ở trên trên anh Bằng hay là của anh Bình Dương đấy, ở có cái bạn mà tên 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 Đạt mà trẻ 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 mà bảo làm giám đốc ở của một cái công ty liên doanh gì đó. Đó, thấy bạn nó nói chuyện cũng rất là hay, rất là có trình có trình độ đó, nhưng bạn nó rất là trẻ tuổi ấy. Thì nhiều khi có những cái bạn rất là trẻ mà cái sự hiểu biết của bạn là do bạn đi đó ra nhiều, bạn tiếp xúc nhiều Đâu, từ đó. Thì Giang thấy ông bà mình cũng có câu bảo là đi đi ngày đàn học sàng khôn, nhiều khi bạn ấy có cái điều kiện thì bạn đó đi đó ra nhiều nên được tiếp xúc nhiều, được học hỏi nhiều thì bạn biết nhiều cái, thì bạn lên trên cộng đồng mà chia sẻ với anh em thì anh em có những cái, có những người biết rồi, cũng có người đã biết nhưng có người thì không biết, thì đó là mình chia sẻ thì những anh em chưa biết đó thì lại mình lại học hỏi lẫn nhau, đúng không? Chứ còn thật ra thì ở đời này cũng chẳng có cái ai mà giỏi hơn ai. Còn cái chuyện mà đặt câu hỏi, thật ra thì nếu mà nó trong cái phạm vi mà mình đã biết đó, thì mình cũng có thể chia sẻ với anh em, nếu là những câu hỏi là hỏi chân tình, hỏi thật sự, hỏi mà trên tinh thần trao đổi anh em để mà mình chia sẻ thông tin với nhau thì ai biết cái gì trả lời cái đó. Mà cái thực tế là cái cuộc sống của mình đang sống trong cuộc sống của mình có thì mình biết, mình tiếp xúc thì mình trả lời với anh em. Còn cái kiểu mà hỏi, mà cái kiểu hỏi soi mói, hỏi cái kiểu là châm chiết, mấy cái thành phần đó cũng chẳng cần quan tâm làm gì nhiều, bởi vì thực tế nó đâu có muốn trao đổi, nó đâu có muốn chia sẻ đâu, tụi nó là chỉ thành phần là đâm dạng là đâm thọc, nên không không mình không có cần phải quan tâm đến cái thành phần đó. đợi chú à, đợi anh nói xong rồi em mời anh đây anh Apathy ạ. Ok anh. À, bạn 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 mình mới 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 nhắc đây hả, bạn Đạt đấy đó hả, không phải phải không Giang? Biết tại vì là em chưa nói chuyện với mọi người bao giờ. À, đấy, còn còn mình sẵn tiện đây thì mình nói thêm một tí xíu chỗ này nữa rồi mình xuống cho các bạn gì đang có yêu cầu muốn lên đó, thì để cho bạn lên bằng chia sẻ. Mình nói thêm cái chỗ mà nói là nói Bác Hồ là người tàu á, mấy bạn đó hay nói như vậy. Đó là một cái luận điệu xuyên tạc, mà cái luận điệu xuyên tạc đó mà nếu như bạn đó là xuyên tạc á thì đó là một thành phần như mình nói dạng văn hóa kém cho nên chỉ thích đi xuyên tạc. Còn nếu mà thật sự mà bạn đó tin là như vậy, mà hoặc là có cái những cái thông tin mà chỉ tiếp được những cái tiếp được những cái nguồn thông tin như thế mà tin là như vậy, tin là Bác Hồ là người tàu á, thì thật là ấu trĩ. Họ cứ nghĩ rằng chắc có lẽ là cả cái dân tộc Việt Nam hay là cả cái cộng đồng thế giới này người ta dốt hết, chỉ có mỗi mình nó là khôn, nó biết, nó biết Bác Hồ là người tàu, nó gọi là ông Hồ Quang người tàu vậy đó. Cái vớ vẩn, nó nghĩ là cả cái dân tộc Việt Nam này họ dốt hết chắc. Và Trên không ở cái sông giàn chống cháy chửi sủa linh tinh như cái thằng Sơn Lê cái này, đấy. thật sự là cho em nói với anh là để mà nói chuyện bình thường với chúng nó thì cũng chỉ thế thôi à, À, nó không được cho cái gì nên cả. cho nên là giờ cho nên là anh nói thật với Giang, cho nên nhiều khi anh mà lên anh chia sẻ với anh em, nói chuyện với anh em là tuy rằng hôm nay là lên trang của Giang là lần đầu tiên, nhưng mà có những lần thì anh lên nhiều, anh cũng hay tham gia với nhiều anh em khác lắm, ở nhiều trang lắm, nhưng mà anh rất là ít khi nào để ý đến mấy cái comment, cũng đôi khi cũng nhìn nhưng mà rất là ít. Bởi vì tại sao, ví dụ như mình nhìn mà những cái comment nó đáng quan tâm thì mình quan tâm, vào những cái thành phần nó vớ vẩn không quan tâm. Tại vì mình biết là thứ nhất á, là những cái thành, nếu như mà mình có những anh em họ nhắc cho mình mà mình thấy á, thì ví dụ như mà nhưng mà nói là chia sẻ thông tin á, thì có những cái câu hỏi mà là họ hỏi mà chân tình, nó hỏi thật á, mà nếu mà mình không biết thì thật sự mình cũng nói mình không biết, còn nếu mà mình biết thì mình cũng chia sẻ với anh em, đúng không? Bởi vì cái đó là một, mình lên trên cộng đồng là mình chia sẻ cái thông tin cho những cái sự hiểu biết cho nhau, thành thử cho nên nếu ai biết là mình chia sẻ. Còn nếu như những cái câu hỏi mà nó mang tính chất gọi là đâm thọc hay là cái gì xuyên tạc, cái thành phần nó chả cần quan tâm, bởi vì cái bản chất của nó mình có trả lời nó cũng vô ích, nó đâu có nghe.